Chưa? Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay về em CBR250RR gọi là gì? Ta hay gọi là gì ta? Cái gì? Vua của phân khúc. Có nghĩa là sắc đẹp của nó rất là đẹp. Đây, mua về mà không chạy là đây anh em. Con này là mới rô đai xong nha anh em. Nó nghĩ rô đai xong là chủ xe cất luôn. Và cái này là tem chùm nha. Người ta mua về ta dán tem chùm, ta sợ chày, ta sợ cưng xe. Anh em nhìn đi, từ cái kính chắn gió tới cái này, mọi thứ rất là đẹp. Ốc S 2000 cây nha anh em. Còn cái gì mới em quay cho anh em mày coi nè. Cái đồng hồ ghi đông nè, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. 2200 cây đó. Thì em này mình đã giới thiệu nhiều rồi. Trong cái phân khúc này là em này có 3 chế độ lái: Sport, Sport cộng, Comfort. Đó là chế độ chạy trời mưa đường trơn và chế độ chạy Sport bình thường và chế độ Sport cộng là có nghĩa là đua đó. Và em này rất là tiết kiệm xăng nha anh em, mẫu Honda. Em có thể quay cho anh cái cây bô không? Nó mới đến nỗi mà cây bô sáng chói luôn á. Đó. Rất là sáng chói, mọi chi tiết là còn đều mới hết nha anh em. Anh em cứ qua đây là coi từ cái vỏ luôn. 2000 cây là tất cả mọi thứ đều mới hết. Bên trong có bảo vệ các nước rồi này nọ nè. Rồi ốc nè, ốc bô còn mới sáng luôn. Sáng ơi là sáng luôn, đó quay clip cho anh em coi cho dễ. Mọi thứ về áo là mới tinh hết nha anh em. Ở trong là cực kỳ mới luôn nha anh em. Cái này là người ta mua về người ta bọc hết tem chùm lại nha anh em. Cho nên là mọi thứ nó rất mới từ trong ra ngoài. Từ cái kính luôn nè anh em. Đó, rất là mới. Từ cái tay con mới tinh. Em mấy sáu ra ngoài cho anh con xe này cho anh em tham khảo về CBR250RR. Đó, này mấy 62 nha anh em, nó mấy 6 là hơi kỳ, mấy 62. Mấy 62 63 rồi. Đó. Rồi anh em có thể tham khảo cái mẫu này ha. Đó, nhìn nó rất là chắc chắn và chạy rất là thoải mái. Xe hai chì từ trong hãng đầy đủ luôn anh em ha, hai chì đầy đủ luôn, anh em khỏi phải lo. Ốc cổ nè anh em, quay cho anh em coi ốc cổ. Mấy 6 là ngồi thoải mái nha anh em. Nó rất là đẹp. Cảm ơn cameraman đã quay những thước phim đẹp, cực đẹp. Đó, em này biển 60 A1 Đồng Nai nha anh em. Con này mình bán 114 triệu nha anh em, xe mới nha. Mua xe này hả anh em không sợ hư hỏng gì không nha. Qua quay cho mấy ốc nè. Ốc máy là rất là đẹp. Không? Mọi thứ là còn sáng hết, còn mới hết nha anh em. Mới tinh hết. Nè, ghét chân là chưa chở ai luôn nha anh em. Xe này là chủ nói là chưa có chở người luôn nha anh em. Đó. Sườn nè, thấy không? Mới luôn, mọi thứ là rất là mới, anh em có thể coi. Nói chung là 2000 cây là phải mới hết toàn bộ anh em, không có gì là cũ hết đó. Đó, rồi. Thì bây giờ mở cho anh em nghe tiếng máy cái. Em ru. Rồi, được rồi. Thì nó mới quá thì cũng chả nói gì. Thì con này có kính chắn gió đồ này nọ bảo vệ các nước rồi, anh em về khỏi tốn tiền nữa. Rồi bây giờ mình sẽ qua con Win X. Win X này là khỏi nói luôn, tại vì Win X này là người ta em trai được gia đình mua nhưng mà em trai không thích, anh trai qua đổi mô tô nha anh em. Con này là V3 nha anh em, đời mới nhất luôn nha. Mới mua hồi lúc tháng 7 luôn nha anh em. Tháng 7 2022. Thì xe này rất là mới luôn. Đó. Thì xe này người ta mới mua xong người ta qua đổi mô tô bên mình mới dư ra. Thì con này không có gì để cũ hết. Đó, thì quay sơ anh em coi. Mình qua con này thì con này mới mua luôn anh em. Lướt luôn, mới rô đai xong luôn. Con này biển số Sài Gòn nha anh em. Con này anh em nào lấy thì mình để anh em 33 triệu nha, không có phích nha anh em. Con này chủ mới mua là 49 triệu nha anh em. Nè, hai chỉ có xe mắc cây, bản xe mắc cây và bản này có ABS nha anh em. Nè, tem ốc nè, ốc bánh trước là chưa mở mà thấy anh em. Đó. Xe người ta mới mua lúc tháng 7 nha anh em. Người ta khách này đổi mô tô bên mình không thích chạy Win X nha anh em. Đó, anh em là có đổi xe mình đổi luôn thì có mấy xe này giá tốt. Thì xe này như xe mới nha. 33 triệu nào mua thì anh bóc mình. Rồi, mình có Subandit màu đỏ, mấy cái xe này xe nhỏ hình quay. Xe này là 8000 cây nè, xe này là 37 triệu, con ở trong 37 triệu năm, con trong nhiều đồ chơi. Anh em nào mà qua đây xem trực tiếp thì nó dễ hơn. Con đỏ là biển số 66. Con xám là biển số 61. Con đỏ này là 220, con này là hình như là 221. 220 21 rồi.
Bây giờ tập trung vô cái em R15. Ồ, em ngồi thử WinX chưa? Ngồi coi WinX cho anh em nhắm. Cái con WinX này thì xe phổ thông thì ai ngồi cũng có thể dễ dàng. Đó, Mate 6 nha anh em. Mate 6 ngồi thoải mái luôn, em khỏi lo gì luôn. Cái này chở người yêu, chở đồ đi chơi, đồ chở ghệ đi chơi, đồ á. Chở người yêu đồ đi chơi em. Đó, đi thoải mái đúng không? Ngồi ôm đồ thoải mái. Rồi, đó. Rồi tiếp theo là em R15V3, em ngồi thử cho anh em luôn luôn lần luôn cho dễ. À, ngồi Bandit trước đi. Bandit Mate 6 ngồi cho anh em nhắm, anh em mua Bandit này thì dễ rồi. Rồi, thoải mái nha anh em, không có gì phải mang đôi giày là ok. Đó. Ngồi rất là tiện, nói chung là không có gì khó khăn. Rồi, qua con R15 luôn. Mình có con GBX này dễ thương lắm nè, 500 cây đó. Mới chưa rô đai luôn nha, xe này chưa rô đai luôn. Cũng qua đổi phân khối lớn bên mình á. Đó, con này 36 triệu thôi. Rồi giờ em R15 màu đen, em này chắc nhiều anh em thích. Con này là có bộ độ luôn nha anh em, hai chìa khóa đầy đủ. Đó. Đồ chơi đồ quá trời. Cho anh em nghe tiếng bộ độ. Mẫu này là mẫu 2021 nha anh em. Này cô ơi. Rồi. Nè, xi nhan tích hợp và xi nhan mũi tên nè. Rất là đẹp. Mate 6 ngồi ok nha anh em. Rồi, con này thì mình bán 48 triệu đó nha anh em. 48 triệu là luôn đồ chơi bộ độ luôn đó luôn nha anh em. Đó, có chống đổ nè, có xi nhan tích hợp nè, có kính gió độ nè, có ốp này còn kính zin nha. Rồi có bảo vệ các nước nè ha. Đó, bảo vệ các nước này mình gắn thêm nha. Đó, chủ xe coi clip này cũng biết những cái thứ mà mình gắn thêm vô. Vỏ mới tinh luôn, xe này xe lướt luôn, mới anh em nhìn đi anh em đánh giá. Màu đen nhám, mẫu này là mẫu 2021 nha anh em. Rồi có chống đổ này nọ, đồ chơi cũng mớ, nguyên cái bộ bô này nè. Đó, cũng mớ rồi. Bô zin còn nha anh em, bô zin con này còn luôn. Rồi con su thì mình đang làm xong rồi mình sẽ đăng lên bay. Anh em muốn mà coi xe mà cập nhật về như thế nào á là anh em lên bay, anh bay bấm Facebook, anh bay bấm bay Minh Biker. Minh Biker là nó ra cái bay, anh em vô đó anh em theo dõi những mẫu xe mới nhất về. Đó, xe bên mình là chuyên xe lướt, chuyên xe can nha anh em, cho nên anh em yên tâm về cái chất lượng của xe. Đó, chuyên xe can anh em nhìn sơ qua là anh em chỉ cần biết là anh em biết xe nó can hay là không can thôi. Còn nhìn sơ qua là anh biết thôi đó. Cá mập này mình bán luôn nha. 550 nha anh em. 28 nha, hàng hiếm nha, luôn full đồ chơi rồi đầy đủ nè. Cho anh em nghe tiếng bô cái cho phấn khích nè. Tại vì mình còn con R1 với lại con này nó nhiều quá nên bán bớt á. À, con này rất nhiều đồ chơi, cái cây bô này là mình lên 2 mấy triệu nữa ha. Anh em chơi xe biết. Đồ zin con này không có thiếu cái gì luôn, còn đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. Ốp carbon này một miếng mình lên hồi đó nhớ là 7 triệu á. Rồi ốp lốc máy, rồi chống đổ này. Kính chắn gió độ, kính zin còn luôn, hai chìa đầy đủ luôn nha anh em, không thiếu gì nha. Nói chung con này mình giữ rất là kỹ. Đó, 2018 luôn mà 550 triệu thì quá là tuyệt vời. Anh em mua đi Tết rồi dạo phố là ok luôn nha anh em. Đó. Rồi. Đó, con này ngon nè ha, con này 110 mấy triệu chơi sướng luôn, 250 hồi đó mắc luôn. Người ta mua hồi đó là 165 triệu, lỗ 50 triệu. Lỗ 50 triệu liền luôn ha anh em ha, chưa tính mấy cái tiền đồ chơi đặc giặt này mấy xị. Rồi, đó. Giờ thì đợt này có những cái gì? CBR250, WinX, Subandit, R15 đen nhám. À quên báo cái biển số để đọc biển số R15 á. Trời xíu. R15 là 94K2 nha, hình như là 94 là ở Bạc Liêu, Vĩnh Long vậy đó đúng không nè. 94K2, xe này là những xe đều là xe chính chủ hết nha anh em. Xe mình mua từ chủ nha, không có qua trung gian nha anh em. Đó, rồi anh em nào thích con xe nào cứ inbox cho mình ha. Đó, quyệt vàng, nó quá trời luôn. Thì Tết mình sẽ cố gắng về rất là nhiều xe cho anh em trải nghiệm, cho anh em chơi. Đó, cho nó thoải mái. Và những xe ở đây xe lướt luôn, anh em cứ việc chơi. Và sau khi chơi xe đó anh em thấy không,
có tự qua đồ làm rửa xe luôn thấy không, nó tự xịt xe, muốn làm xe đẹp như thế nào là tự làm được luôn, có bảo trì bảo dưỡng đầy đủ dung dịch, anh em không thiếu gì hết nha. Tất cả những xe mình bán là những xe đều có phụ tùng để thay thế nha anh em, cho anh em khỏi sợ luôn, và giá nó ưu đãi luôn, chứ anh em đừng có sợ mà mua xe rồi không biết mô tô rồi không biết chỗ nào làm nữa, bên mình có đầy đủ luôn tất cả những dòng cao nhớt cao cấp dành cho xe mà giá cực kỳ ưu đãi khi mà anh em mua xe bên mình. Và phụ tùng những con xe mình, những con xe này mình bán là đều có phụ tùng để cho anh em thay thế, nên anh em khỏi lăn tăn cái việc suy nghĩ nha, khỏi lăn tăn cái việc suy nghĩ và sợ không có phụ tùng thay. Rồi ok, cảm ơn anh em, chúc anh em xem clip vui vẻ và nhiều thành công nha anh em. Đó, chúc anh em được làm ăn công việc thuận lợi đó, để gần Tết rồi, gần Tết đến rồi thì mình phải có một chút vốn dư dả để có một cái năm mới nó làm ăn thuận lợi đó, tràn đầy hạnh phúc đó, bên gia đình đồ người thân đồ. Giờ thời buổi giờ mà anh em cái gì cũng phải có tiền thì mới giật được đạo đó, thì đó anh em chúc anh em thành công để anh em có thể sở hữu những ước mơ của mình. Mình sẽ đem đến cho anh em những con xe tốt nhất có thể đó. Này mình không nhớ nên mình cầm này mình đọc luôn, này của Winner X, mua lúc cuối tháng 6 đầu tháng 7 anh em, 2022 50i1, một chủ đập thùng luôn đó. Winner X đó ngon, Winner X đó 33 triệu rồi, giờ chạy chủ bữa mua là 49 triệu mấy anh em. Bản Smoky mà bản Smoky mà có luôn ABS nha anh em, chứ không phải bản thường nha anh em. Bản thường thì nó tầm 34 35 triệu gì à. Rồi ok anh em ha. Mà con này là V3 nữa chứ, V3 thì đẹp hơn. Rồi ok anh em, vậy thôi ha, kết thúc clip ở đây nha.